Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Game Online. Và hôm nay cậu Vàng sẽ mang đến cho anh em video trải nghiệm tựa game có tên gọi là Pika Huyền Thoại. Thì đây là một cái game mobile do Soha Game phát hành tại Việt Nam. Và game đã ra mắt trên Google Play và Store. Thì anh em nào mà muốn tải game thì ấn vào đường link phía dưới mình để sẵn cho anh em tải game. Và các bạn lên các cái store để tải game thôi. Anh em cứ đánh chữ Pika Huyền Thoại sẽ ra game thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm. Và đọc đến tên game này anh em biết là nó về cái gì rồi. Nó về Pokemon. Và game này nó rất là đông người chơi luôn. Mới ra mắt thôi mà có đến 7 server rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ vào game chơi thử này. Đó, chúng ta sẽ có Pikachu và Ash, những cái nhân vật rất là quen thuộc trong Pokemon đây. Rồi, đây. Chào mừng tới trận đấu cuối cùng. Y tả rồi. Satoshi này. Game này nó như anh em thấy trên mình nó là sẽ là một game nhập vai thẻ tướng đánh theo lượt. Đấy, chúng ta có hai con Mewtwo này. Không ngờ phải không? Đấy, nhìn Mewtwo ra đòn ui. Cái hướng chiến đấu đẹp thật đấy. Game này thì game 2D nhẹ nhàng, nhập vai thẻ tướng rất là nhẹ nhàng thôi. Chơi dành cho các bạn thích dòng game Pokemon. Yêu thích Pokemon là một, thứ hai là thích thể loại game nhập vai thẻ tướng. Đó. Các bạn sẽ thu tập Pokemon đưa ra trận. Tiến lên Pikachu. Ui. Thấy không? Pikachu ấy. Rồi, chúng ta đến cái giao diện chính của cái game Pika Huyền Thoại này. Pikachu à, tớ thích cậu lắm luôn. Game này nó được cái nó kết hợp hình ảnh của phim, cái đoạn cắt cảnh của anime vào ấy. Đấy, mình đi bắt Pokemon này. Cái gì? Đó là gì vậy? Gì mà đẹp dữ vậy? Hình như chơi cái gì đó. Mau tới xem đi. Chim gì đẹp thế? Rồi, đánh vượt ải thôi. Rồi. Mình thấy là game về Pokemon lúc nào đông người chơi luôn. Dù bất kỳ thể loại nào. Nhưng mà rất là đông người chơi. Đấy, đánh này. Để nó cứ đánh theo lượt thôi. Cái gì đây? Wow, đệm 1000V luôn. Đôi khi chỉ cần nhìn các cái con Pokemon mình yêu thích nó xuất hiện chiến đấu là mình thấy vui rồi đúng không? Thì game này nó là như vậy đấy. Đấy, anh em thấy là câu chuyện nó cắt toàn là cắt hình từ anime ra. Địch tấn công này. Mình thì không phải một fan của Pokemon, mình không thể nhớ hết tên các con Pokemon được. Biết mấy con nổi nổi thôi. Ấy như kiểu con chim trắng này tôi chả biết tên là gì. Ông nào mà fan Pokemon có thể comment ở phía dưới nhá. Con này trâu ấy. Đánh đi, không mất máu luôn. Chiêu thức Z, kỹ năng Z. À, kỹ năng Z này là như kiểu chủ và Pokemon cùng kết hợp với nhau để ra đòn ấy. Ui, mạnh dã man con ngan luôn. Không ngờ chúng điên cuồng như vậy. Nó nhận thưởng. Đấy, các bạn đánh này, 3 sao các thứ là nhận thưởng thôi. Đây, giao diện chính này. Giờ chúng ta sẽ đi quay Pokemon, đi đập trứng. Gọi là máy quay nhân phẩm đấy. À, cho con Pokemon ngon này. Happiny. Rồi, cho Pokemon mới vào đội hình này. Đấy, mình đến chương 2. Mà đánh luôn, bỏ qua câu chuyện nhé. Đấy, mình có 3 con Pokemon. Con rồng nước này, đây tên là gì nhá? Sau khi mở auto. Đấy, game có auto luôn thì các bạn rảnh tay. Level 5 thì mở x2 tốc độ đánh. Cái game này hầu hết các game nhập vai thẻ tướng là nó sẽ là có 3 cái. Mình nhắc lại đó là thu thập nhân vật, phát triển nhân vật và cùng đánh vượt ải. Thì con Pokemon này cũng vậy, các bạn sẽ cố gắng thu thập càng nhiều Pokemon tốt
sắp xếp đội hình và nâng cấp Pokemon của mình và bắt đầu chiến đấu thôi. Mình không biết là con game này nó có kiểu dạng như Pokemon là tương khắc hệ hay không. Không rõ nữa. Giờ mình muốn là có kiểu khả năng Pokemon đánh nhau thì có tương khắc các cái hệ với nhau thì nó sẽ hay hơn. Nhưng hiện tại là mình chưa thấy cái điều đấy. Chủ yếu là đánh kiểu dựa vào lực chiến thôi. Đây, về sau chúng ta sẽ có rất nhiều kỹ năng Z luôn. Có thể kích hoạt và nó sẽ tốn điểm cái điểm năng lượng Z này. Đứng lên, Pikachu. À, rocket kìa, đội quân rocket kìa. Đánh tiếp này. Bây giờ thì có thể X2 tốc độ đánh lên. Đó. Thì nó sẽ đánh rất là nhanh luôn mà chúng ta sẽ tiết kiệm một thời gian. Tiến lên Pikachu. Và chúng ta sẽ vào phần đột phá cho Pokemon mình ạ. Đó. Pikachu cộng 1 tăng gấp đôi lực chiến luôn. Đây mình có thể đột phá tiếp này. Đột phá một cái nữa. Không đủ. Đấy, phải được có nguyên liệu. Nâng cấp. Đây cũng có thuộc tính này, nhưng mà không hiểu là có tác dụng gì không trong khi chiến đấu hay không. Có cả tiến hóa thay đổi hình. Đây, chúng ta có thể tiến hóa Pokemon của các bạn lên 2 sao này, 5 sao thì nó sẽ tiến hóa lên rất là đẹp luôn. Pikachu này. Sao Pikachu tiến hóa sai rồi? Pikachu nó phải tiến hóa thành Raichu các thứ. Game điều dã man. Đấy, nhiều con tiến hóa ra thấy không thay đổi hình dạng lắm. À, đánh tiếp nhá. Thật ra game nó cũng rất là dễ chơi thôi anh em ạ. Nó cũng không có gì đâu. Wow, đau của nó đấy. Nắm thời cơ. Ở đây có rồng rồi. Charizard. Cưỡi rồng luôn. Wow. Ngầu quá anh em ơi, cái kỹ năng Z này rất là ngầu luôn ấy. Level 8 rồi. Chưa đánh thôi. Pikachu giật sét đừng hỏi luôn. Tiến hóa này. Ôi, biến đấy, thay đổi hình dạng luôn này. À, anh em thấy không? Đây, các bạn thu thập đủ mảnh Pokemon thì có thể tiến hóa đó. Pokemon. Mình cũng biết nhiều về vô ngon đấy, chả biết con này con gì. Đấy. À, chắc chắn là fan Pokemon thì sẽ biết hết. Thì game này là game dành cho những fan của Pokemon để chơi. Game cũng rất là nhẹ luôn ấy. Và với cái game 2D này thì các bạn không phải lo về cấu hình các thứ cả. Thế mà tải mà chơi thôi. Đây, làm quả nhân phẩm nào.
R. Đập này, sau này mất kim cương này. Con này có vẻ lợp. À, các bạn này thêm Pokemon vào đây. Ủa không thêm được. Hình như đấy là mảnh à. Ôi bị lừa rồi. Có ra trận ở đâu? À, có Pistuck này, Bulbasaur, nói chung là rất nhiều Pokemon luôn. Rõ ràng mình quay được Pokemon rồi mày nhỉ? Hết tiền rồi. Đang chưa hiểu cái phần rõ ràng mình quay được hay là nó là mảnh nhỉ? Quay hết cả kim cương luôn. Mấy cái ải ban đầu này quá là dễ luôn, là 11 rồi này. Đánh mèo tu. Ua. Cái gì đây? Mèo tu đấy cứ ở chung cuối luôn đấy. Tiến lên Pikachu. Ui nó đánh đau thế. Ôi, hồi máu ai. Tiến lên Pikachu. À, bây giờ nâng kỹ năng này. Pikachu. À, động tiếng rất là hay luôn. Các bạn tăng sao thì thậm chí là mở khóa thêm kỹ năng pet ở con Pokemon mình luôn nha. Hết điểm để cộng rồi. Trời ơi, có Pokemon mới rồi. SR luôn, cấp SR luôn, cam luôn. Ngon bạn ơi. Trời ơi, sao kìa. Nâng cấp. Rồi, đánh thử luôn nhá. Mình cho vào mà đội hình vào nhá. Đâu rồi? Ủa chết mất Pokemon rồi. À, phải gọi trợ giúp này. Ủa. Đây con Pokemon thần thoại mà. Đấy, lắp cả trang bị, nâng cấp trang bị cho Pokemon luôn đấy. Togepi.
Rồi đấy, phải 4 Pokemon ra trận. Tiến lên, Pikachu. Đấy, xem mình để xem mình còn tính năng gì không. Nhận thưởng hàng ngày này. Wow, cái giao diện nó hơi bị nhiều ấy, thì nó hơi bị rối, anh em phải từ từ bình tĩnh mà nhìn. Toàn dân cùng vui này. Qua 7 ngày. Ồ, được thưởng con Pokemon mới này, hay quá. Thu hồi nhận năng lượng vô hạn. Đây, đội hình đây. Level 16 mới cho tiếp Pokemon khác ra trận. Đó. Nâng cấp Pokemon. Túi đồ. Kim cương. Chưa đủ VIP. Dùng hết đi. Đập Pokemon. Đột phá ám quả. Hết cái lông chim để đột phá rồi. Đó, như vậy là đấy, anh em thấy là game nó cũng khá là dễ chơi. Các bạn tìm hiểu một lúc là sẽ ra thôi. Đây, có VIP vùng này. Đánh tiếp thêm tí nhá, mình sẽ chơi thêm tí. Thật ra game này thì nó cũng không có nhiều điều để nói đâu anh em ạ. Chủ yếu là bạn nào fan Pokemon sẽ thích việc là đi thu thập các thứ, các cái con Pokemon của mình yêu thích thôi. Còn gameplay cho này nó, mình cảm thấy nó cũng chả có cái gì mới cả. Mà được cái là cái hiệu ứng chiến đấu của Pikachu của các Pokemon làm rất là đẹp, đẹp thật. Và nó dẫn giữ đúng tính chất. Có một điều mình không thích ở game này đó là game nó không chia hệ rõ ràng, tức là sự tương khắc giữa các hệ Pokemon ấy. Theo mình thấy là thế. Mở thám hiểm này. Nó chỉ hiển thị đây là Pokemon tấn công, Pokemon hồi hỗ trợ các thứ thôi. Hình như là có hệ đấy nhưng mà nó không rõ ràng ấy. Nó không hiện là sự tương khắc hay sao ấy. Cái đấy thì có lẽ phải test sâu lên một chút. Nhưng mà hiện tại cơ bản là mình thấy là chả thấy gì cả. Chả thấy là nó không rõ ràng ở cái phần sự tương khắc giữa các hệ Pokemon. Ồ, cửa khóa trang bị luôn. Bạn muốn nâng nhanh có vẻ đơn giản hơn không? Đá điện năng. Đây nó có phần đá điện năng. Cái này có lẽ chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm. Nhận thưởng nhiều đấy. Nâng cấp đội hình này.
nâng cấp, nâng cấp. Đó, các bạn chỉ cần lặp đi công việc đi nâng cấp Pokemon mình thôi. Đột phá lên. Tiếp tục đánh này. Ờ, gameplay nó không có gì quá khó cả, rất là dễ chơi luôn. Thì ai cũng có thể chơi được. Và các bạn chỉ cần nhớ là tập trung phát triển năng lực chiến cho các Pokemon của mình thôi. Bằng cách là nâng cấp, tăng sao các thứ. Tiến lên Pikachu. Ủa, mày trâu đấy, đừng, mày dễ tí chết. Hồi máu lên em ơi. Nhiệm vụ hàng ngày. Đấy, nhận được nhiệm vụ hàng ngày này. Ủa, lên cấp nhanh, rất nhanh luôn này. Cấp 15 rồi, mở tính năng mới, võ đạo quân, võ đạo quán. À, như kiểu để PvP. Được rồi, chúng ta sẽ đi cùng nhau đi PvP. Đánh thử nhá. Cái này không phải đấu trường thời gian thực, chẳng qua đánh xếp kiểu sẵn xếp hạng, và các bạn hạng càng cao các bạn nhận thưởng càng nhiều thôi, chứ không phải là đánh thời gian thực đâu. Thậm chí nó bỏ qua nhanh này, đó. Nhận thưởng. Thử đánh với đứa mạnh hơn mình xem nào. Thua rồi. Nói chung là đánh cái này thì lực chiến nó sẽ quyết định rất là nhiều. Đây, nhận thưởng này. Đánh lên cao nhận thưởng và có thể mua đồ trong shop nữa. Hết ra lấy nguyên liệu. Đột phá 70.000 lực chiến rồi đấy. Đó, cấp 16 rồi. Wow, bọn này toàn lực chiến khủng rồi. Wow. Chơi bời gì hả anh em ơi? Cho ra trận nha. 85.000 lực chiến. Đó, nhận thưởng phúc lợi này. Đánh thử phát. Tiến lên Pikachu. Trang bị nhanh. Đó, có trang bị mới rồi. Nhận thưởng. Cấp 17. Thu hồi. Đó, thử làm cho anh em xem thôi.
nhận thưởng này. Cấp 18 luôn. Mở tính năng mới, luyện siêu cấp. Đây, chúng ta sẽ ấn vào luyện siêu cấp để xem là nó là cái gì. Luyện mỗi ngày này. Mở rèn luyện. Vào đâu? Mềm luôn. Cái này để cây vàng, cây các thứ thôi. Cái này nó trâu nhỉ. Cái này có 5 hiệp thôi và trong 5 hiệp này mình phải gây sát thương cho nó càng nhiều càng tốt để nhận thưởng. Có này nó không đánh mình. À, nó chỉ gọi đệ ra để đỡ đòn thôi, còn việc còn lại là trong 5 lượt này mình phải gây càng nhiều sát thương càng tốt để nhận thưởng. À, khó phết đấy. Rồi. Đấy, như vậy là mình cũng giới thiệu qua cho anh em về cái tựa game Pika huyền thoại này. Thì đây là một cái game mobile về đề tài Pokemon do Suha Game phát hành Việt Nam. Và các bạn cũng nắm được gameplay của trò này rồi đúng không? Thì anh em nào mà thích chơi game này thì tải game và chơi thử. Thì mình đánh giá game này cũng rất là thú vị đối với những bạn nào mà fan của Pokemon. Các cái hiệu ứng chiến đấu rất là đẹp mắt và game chơi cũng khá là nhiều tính năng. Thế thì bạn nào chơi game thì có thể tải game và chơi thử, game đã chính thức ra mắt rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Anh nào mà thấy hay có thể like, share, chia sẻ giúp mình nhá. Ngoài ra đừng quên ấn nút subscribe để ủng hộ cho kênh Top Game Online. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.